Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Nhật ký cuộc sống của kênh VTC14. Tôi là Hồng Anh, hôm nay Chủ nhật ngày 30 tháng 10 năm 2016. Chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Việt Nam chính thức xác nhận một trẻ em đầu tiên bị chứng đầu nhỏ do virus Zika và nâng mức cảnh báo đối với dịch bệnh này. Không khí lạnh tràn ngập cả miền Bắc, những chiếc áo len, áo khoác mỏng đã xuất hiện ở khắp mọi nơi. Mưa lớn cùng với chiều cường dâng cao khiến cho nhiều diện tích cây trồng chưa thu hoạch được của người dân ở Hậu Giang bị thiệt hại nặng. Nổ lớn tại một cơ sở sản xuất tư nhân ở Thái Thụy, Thái Bình, 4 người chết, 11 người khác bị thương. Trong phần tin quốc tế, Australia dự kiến cấm vĩnh viễn người tị nạn và tìm kiếm tị nạn đến đất nước này trái phép bằng thuyền được xin thị thực dù dưới dạng du khách hay doanh nhân. Thưa quý vị, miền Bắc đang chìm trong khối không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa. Dù đợt này mưa không nhiều, song gió mạnh khiến cho cái lạnh sâu hơn, nhất là tại các tỉnh vùng núi phía Bắc như là Sapa của tỉnh Lào Cai, khi mà nền nhiệt ở mức rét, chìm trong sương mù. Ghi nhanh của nhóm phóng viên Hoài Thương, Hồng Phong, Hữu Ngọc. Cả ngày hôm nay Sapa mưa mù, báo hiệu cái rét đầu đông. Và hiện tại thì tôi cũng đang run lên bởi cái lạnh se sắt đầu mùa này. Khi mà du khách đến đây thì ngoài việc trang bị cho mình những chiếc âu ấm, khăn hay là mũ len, thì một thứ không thể thiếu đó là những chiếc ô để có thể đi dạo quanh khu vực Sapa. Mặc dù có mưa phùn nhưng nhiều du khách vẫn chọn cách đi dạo quanh thị trấn. Dù vậy, do mưa rét nên một số du khách đã phải hủy bỏ tour du lịch đến các bản làng vùng núi cao. Những bức hình kỷ niệm được ghi lại dù không được sáng nét, nhưng ai nấy cũng đều thích thú vì đây là một dạng thời tiết đặc trưng ở vùng núi Sapa. Rất là thú vị, khác hoàn toàn với Hà Nội. Khi mà lên trên này ấy, thì cái thời tiết này mình cảm nhận là như cái đông đầu tiên ấy đến. Em thì thấy cũng không có lạnh lắm nhưng mà lại sương mù quá, không có đi các điểm tham quan được. Cùng với Sapa thì các điểm núi cao như ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang đều ghi nhận mức nhiệt dưới 15 độ C trong ngày hôm nay. Thời tiết có mưa mù cả ngày nên gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân. Dự báo dạng thời tiết này sẽ vẫn còn duy trì trong đầu tuần tới. Đúng là khác hẳn so với thời tiết của ngày hôm qua, người dân miền Bắc đã đón một ngày Chủ nhật hoàn toàn khác biệt khi gió mùa đã về, trời lạnh kèm theo mưa. Không chỉ có ở Sapa mà nhóm phóng viên Hoài Thương vừa có ghi nhận, đã lâu lắm rồi thì người dân ở Hà Nội mới lại ra đường trong trang phục của mùa đông. Phản ánh của nhóm phóng viên Trung Kiên, Anh Tuấn. Ông Nguyễn Mạnh Hùng có lẽ là người nổi bật nhất phố đi bộ Hoàn Kiếm hôm nay. Gió mùa có mạnh đến mấy thì ông cũng không sợ lạnh vì đã ăn mặc kín kẽ từ trên xuống dưới. Hôm qua thì nắng nhưng mà hôm nay thì báo cáo với anh là tôi thấy trong người nó lạnh nên là tôi mặc nhiều áo tôi đi dạo phố. Trên phố, những người già cảm nhận rõ ràng về sự thay đổi đến từ thời tiết. Mỗi người chọn cho mình cách riêng để giữ ấm cho cơ thể trước những cơn gió hun hút ùa về. Coi thời tiết ngày hôm qua thì hơi oi bức, hơi chuyển mùa cho nên các bác già thì mệt mỏi lắm. Nhưng mà hôm nay lại thấy thoải mái. Ngày gió mùa, dường như phố đi bộ vắng vẻ hơn. Các hoạt động vui chơi cũng không còn nhộn nhịp như trước. Dù mức nhiệt chỉ khoảng 20 độ C, nhưng đôi lúc có mưa khiến nhiều người cảm thấy rét hơn. Ngoài không gian đi bộ, nhịp sống của Hà Nội hôm nay như chậm lại. Tháng ra ấy là tôi đi làm thì tôi cũng là ra ngoài này thì là tôi mặc có hai áo thôi, một cái áo cộc tay và ấy thế thì là mình cái lúc sáng nó chưa mưa, nó mới chỉ có gió thì là mình cảm thấy nó bình thường lắm, nhưng mà bắt đầu là từ độ khoảng là 6:30-7 giờ bắt đầu có mưa và gió xuống thì tôi cảm thấy nó rất là lạnh. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, đây là đợt gió mùa mạnh nhất từ đầu mùa nên nền nhiệt giảm sâu nhất. Ở đồng bằng trời se lạnh, còn vùng núi trời rét khi mức nhiệt xuống dưới 15 độ C. Dạng thời tiết này sẽ vẫn còn duy trì 3 ngày tới khi không khí lạnh được dự báo còn tiếp tục tăng cường.
Cũng một phần do ảnh hưởng của mưa bão thời gian qua thì mặt đê sông Nhuệ đoạn qua xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã bị rạn nứt. Nếu cơ quan chức năng không sớm tiến hành việc sửa chữa, gia cố thì sẽ không chỉ là những nguy cơ về an toàn giao thông mà còn là nỗi lo mất an toàn đê điều trong mùa mưa lũ. Tuyến đường đê sông Nhuệ thuộc dự án gia cố bờ kè Tả sông Nhuệ tại thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai được khởi công năm 2011, hoàn thành cuối năm 2014. Tổng chiều dài gia cố bê tông bờ Tả sông Nhuệ kết hợp làm đường giao thông dài hơn 3,3 km, chi phí xây lắp dự án gần 56 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của thành phố. Nhưng dự án vừa hoàn thành được vài tháng thì gần đây, nhiều đoạn đê đã bị nứt trầm trọng. Đoạn sụt lún sâu nhất kéo dài gần 100 mét, toàn bộ lớp bê tông đã bị bong. Ngày 28 tháng 10, ở điểm đầu và điểm cuối của đê, chính quyền đã phải cắm biển hạn chế tốc độ và cấm xe trọng tải trên 10 tấn lưu thông trên tuyến đê này. Nhưng đây mới chỉ là giải pháp tạm thời. Không chỉ ảnh hưởng đến miền Bắc, đợt không khí lạnh có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa còn tác động đến miền Trung và gây ra một đợt mưa lớn. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể kéo dài đến ngày 4 tháng 11, nên nhiều khả năng sẽ xuất hiện một đợt lũ và nguy cơ ngập úng tại vùng trũng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo, từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa cũng xuất hiện mưa lớn từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 11. Do vậy, trên các sông ở Nghệ An tới Bình Định có khả năng xuất hiện một đợt mưa lũ với biên độ ở thượng lưu các sông từ 2 đến 5 mét, ở hạ lưu từ 1 đến 3 mét. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng cục bộ tại vùng trũng. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, mực nước tại sông, suối, hồ lên nhanh, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã yêu cầu các địa phương chịu ảnh hưởng lên kế hoạch đối phó. Cần thông báo kịp thời để người dân được biết, nhất là đối với các vùng ven sông, ven suối, vùng hạ lưu, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện, vùng trũng để có phương án chủ động phòng tránh, kiên quyết sơ tán dân ở những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Đặc biệt, các hồ đập đã tích nước đầy thì cần điều tiết nước hợp lý theo quy trình. Mưa lớn đã khiến cho các xã miền núi ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên bị cô lập. 6 công nhân đang thi công trên công trình cầu Bà Đài, một trong những hạng mục nằm trong tuyến giao thông nối Phú Yên với Gia Lai bị mắc kẹt ở giữa sông. Rất may mắn là lực lượng cứu hộ đã kịp thời giải cứu những công nhân này. 10 giờ sáng nay 30 tháng 10, lũ ở trên sông Kỳ Lộ tại trạm Xuân Quang trên báo động cấp 2 0,79m. Đến chiều ngày hôm nay, nước lũ vẫn còn chia cắt hai xã trên địa bàn huyện là Xuân Quang 1 và Phú Mỡ. 6 công nhân đang đóng cọc nhồi thi công công trình cầu Bà Đài nằm trên địa bàn xã Phú Mỡ đã không thể vào bờ do nước lũ bất ngờ lên nhanh. Sau nhiều nỗ lực, đến gần 12 giờ ngày hôm nay, 6 công nhân này đã được đưa vào bờ an toàn. Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên hiện đã triển khai lực lượng trực sẵn sàng ứng cứu ở những khu vực cô lập, nước lớn, các đập tràn có người qua lại tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Những ngày qua, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh khiến cho mưa dông thường xuyên diễn ra ở các tỉnh phía Nam. Mưa lớn cộng với chiều cường dâng cao đã khiến cho nhiều diện tích lúa thu đông chưa thu hoạch bị ngập úng, khiến cho người dân nơi đây bị thiệt hại nặng. Phản ánh tại tỉnh Hậu Giang. Vụ lúa thu đông năm nay, nông dân Hậu Giang gieo xạ hơn 50.000 ha. Tuy nhiên, đến thời điểm thu hoạch thì gặp mưa dầm kèm lốc xoáy khiến nhiều diện tích bị đổ ngã. Nhiều nông dân lo lắng về chất lượng hạt lúa sau nhiều ngày ngâm trong nước. Còn thu hoạch đó, muộn đó, thì vừa qua cái ảnh hưởng rất là lớn, cái năng suất cũng như cái chất lượng của cái hạt lúa làm ra. Đặc biệt là trong cái thu hoạch đó thì gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất là do mưa bão thì thời tiết mưa bão thì cái lúa nó sập, máy cắt không được, cho nên cái cắt tay thì cái giá thành nó khá là cao. Bên cạnh khó khăn, chật vật trong khâu thu hoạch và tiêu thụ lúa thu đông, hiện nay nông dân Hậu Giang cũng gặp nhiều vất vả trong việc tiêu thoát nước cho diện tích mới trồng. Có người đã tốn cả triệu bạc để mua dầu bơm nước nhưng không xuể. Bây giờ trước hết tôi đổ vô là cũng lúa giống này kia là 2 triệu rồi đó. Mà hôm qua nay là còn dầu mỡ nữa chưa tính. Thì mưa thì ảnh hưởng hơi nặng nề dữ lắm, 3 ngày rồi bơm nước chưa khô vì mưa hoài. Thì giờ cũng như là cũng phải bơm hoài vậy đó chứ làm sao vậy.
Bên cạnh khuyến cáo bà con củng cố bờ bao, tích cực bơm tát bảo vệ diện tích lúa vừa gieo xạ, ngành nông nghiệp tỉnh Hậu Giang cũng chỉ đạo các xã có diện tích lúa gieo xạ trong tháng 10 này nên căn cứ vào tình hình thực tế, từ đó điều chỉnh kế hoạch xuống giống. Do cái điều kiện thời tiết bất thường thì tôi nghĩ là đây là cái điều kiện mà các địa phương chúng ta cần linh động. Bởi vì sau khi chúng ta chờ là cho nó ổn hạ xuống, chứ bây giờ nếu mà chúng ta xuống bất cập như thế này là cái vấn đề là không đảm bảo được cái lượng giống mà chúng ta cung cấp. Nếu mà xuống giống đợt này thì bà con tốn chi phí rất là cao. Do đó bây giờ trước mắt mình cũng cần phải có linh động, có thể là chậm một vài ngày cũng không có gì. Trên tinh thần là chúng ta đã chuẩn bị sẵn, đất thì chúng ta đã cài trục rồi. Thì chỉ cần là ngâm giống để mà gieo xạ thì tôi nghĩ là xem lại cái dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn. Gieo xạ sớm thì gặp mưa lớn, còn gieo muộn thì lại đối mặt với hạn mặn đầu năm sau. Người nông dân hiện không biết làm sao trên cánh đồng của mình để giảm thiểu thiệt hại trước thiên tai. Trưa nay 30 tháng 10, một vụ nổ nồi hơi đặc biệt nghiêm trọng đã vừa xảy ra tại xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, khiến cho 4 người chết và nhiều người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu. Theo một số người dân, sau khi nghe một tiếng nổ rất lớn, khi đến gần thì họ hoảng hốt thấy xưởng chế biến giòn rộng khoảng 100m2 của gia đình anh Tạ Duy Anh bị sập đổ hoàn toàn. Các ngôi nhà gần đó thì bị rạn nứt. Không những thế, một số người đã tử vong, một số người bị thương nặng nằm ở trong đống đổ nát. Công an tỉnh Thái Bình đã có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác cứu người và điều tra vụ việc. 4 người được xác định đã tử vong bao gồm bà Bùi Thị Luân, 51 tuổi, bà Lê Thị Búc, 52 tuổi, bà Nguyễn Thị Trung, 58 tuổi và bà Trần Thị Liên, 55 tuổi. 11 người khác bị thương hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thái Thụy và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Trao đổi với VTC14, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Bình cho biết nguyên nhân được xác định là nổ nồi hơi dùng để chế biến con giòn. Những người đã tử vong và bị thương đều là công nhân của xưởng. Đây là cơ sở sản xuất tư nhân có khoảng 20 công nhân. Cũng tại Thái Bình, vào 10 giờ sáng ngày hôm nay, một phụ nữ chở con trai di chuyển trên quốc lộ 39B đoạn qua xã Đông Tân, Đông Hưng, Thái Bình thì bất ngờ bị đối tượng lạ lao đến chém, khiến cho nạn nhân tử vong tại chỗ. Theo công an tỉnh Thái Bình, nạn nhân là chị Nguyễn Thị Cúc, sinh năm 1989, sống ở xã Phương Công, huyện Tiền Hải. Bên cạnh là con trai Lê Anh Tuấn, sinh năm 2008, bị thương, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa của tỉnh Thái Bình. Theo phán đoán của một số người, nguyên nhân có thể do đối tượng cướp giật, lợi dụng đoạn đường vắng, trời mưa nhỏ nên đã ra tay tàn bạo. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác liên quan đến sự cố trực thăng rơi khi đang bay huấn luyện ngày 18 tháng 10 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tổng công ty bảo hiểm PVI vừa công bố số tiền bảo hiểm cho chiếc trực thăng này là hơn 80 tỷ đồng. Theo đó, bảo hiểm PVI công nhận mình là nhà bảo hiểm gốc cho toàn bộ đội bay của VNH từ năm 2009, bao gồm các loại hình bảo hiểm thân máy bay, trách nhiệm đối với người ngồi trên máy bay và phi hành đoàn, đồng thời công bố đã hoàn tất các thủ tục có liên quan và chính thức giải quyết bồi thường bảo hiểm tổn thất toàn bộ thân máy bay cho máy bay trực thăng EC-130T2, số đăng ký VN-8632 bị tai nạn trong quá trình bay tập tại Vũng Tàu ngày 18 tháng 10 với số tiền bồi thường là 3,5 triệu đô la Mỹ. Trong ngày xảy ra sự cố tai nạn, bảo hiểm PVI đã tạm ứng hỗ trợ cho trung tâm huấn luyện bay thuộc công ty trực thăng miền Nam số tiền 500 triệu đồng một gia đình phi công hy sinh. Trước đó, sáng ngày 18 tháng 10, máy bay trực thăng EC-130T2 đã bị rơi tại núi Dinh, Bà Rịa, Vũng Tàu sau khoảng 15 phút bay huấn luyện. Trên máy bay có 3 phi công và đã hy sinh, bao gồm một giáo viên và 2 học viên. Em bé bị đầu nhỏ ở Đắk Lắk nhiều khả năng do virus Zika và là trường hợp đầu tiên tại Việt Nam mang dị tật này. Đây là khẳng định của Bộ Y tế vào ngày hôm nay 30 tháng 10 sau quá trình xem xét về bệnh cảnh lâm sàng, các yếu tố dịch tễ, xét nghiệm, kết quả chụp cắt lớp não bộ cùng với biểu hiện điển hình của chứng đầu nhỏ liên quan đến Zika ở ca bệnh này. Theo đó, cháu bé mắc chứng đầu nhỏ có tên là Nhân, 4 tháng tuổi, con chị Y Thanh, ngụ xã Cư Păng, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 14 tháng 10, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Bộ Y tế ghi nhận cháu bé có triệu chứng dị tật bẩm sinh, nghi chứng đầu nhỏ. Và đến hôm nay, 30 tháng 10, Bộ Y tế đưa ra kết luận cháu bé bị đầu nhỏ ở Đắk Lắk, nhiều khả năng do virus Zika. Sau quá trình xem xét về bệnh cảnh lâm sàng, các yếu tố dịch tễ, xét nghiệm, kết quả chụp cắt lớp não bộ,
Cháu bé có các biểu hiện điển hình của chứng đầu nhỏ liên quan đến Zika như vòng đầu nhỏ hơn hẳn bình thường, chán phẳng. Trước đó, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương 5 lần xét nghiệm đều cho thấy cả mẹ và bé đã nhiễm Zika trước đó, người mẹ có biểu hiện sốt, phát ban trong tháng thứ 3 và tháng thứ 6 của thai kỳ. Điều tra dịch tễ cho thấy người mẹ có biểu hiện lâm sàng mắc bệnh Zika vào lúc mang thai 3 tháng, chưa phát hiện các yếu tố khác có thể gây dị tật đầu nhỏ cho bé từ người mẹ như nhiễm khuẩn, tiếp xúc hóa chất độc hại, hút thuốc lá, nghiện rượu bia. Đến nay, cả nước ghi nhận 9 trường hợp nhiễm virus Zika, trong đó thành phố Hồ Chí Minh nhiều nhất với 5 ca, các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Dương, Long An, mỗi nơi một bệnh nhân. Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, hiện nay Bộ Y tế chưa khuyến cáo hạn chế đi lại, song phụ nữ có thai, phụ nữ dự định có thai không nên đi đến vùng dịch khi không thực sự cần thiết. Trong các trường hợp phải đi đến các vùng dịch, thai phụ cần tìm hiểu kỹ các thông tin về dịch bệnh và các điều kiện chăm sóc y tế, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa muỗi đốt để tránh lây truyền virus Zika như sử dụng kem xua muỗi, mặc quần áo dài và ngủ màn kể cả ban ngày. Phụ nữ mang thai, đặc biệt có thai trong 3 tháng đầu, đang sinh sống hoặc từng đến vùng có dịch, có sốt hoặc phát ban và có ít nhất một trong số các triệu chứng đau mỏi cơ khớp, viêm kết mạc mắt cần đến cơ sở y tế để được khám và tư vấn. Xuất phát từ mục đích chăn nuôi an toàn, đề phòng nguy cơ dịch bệnh và cho ra đời những quả trứng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, một nông dân ở huyện Vũ Thư của tỉnh Thái Bình đã thực hiện mô hình nuôi gà đẻ trứng theo hướng an toàn sinh học với doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Trong tiểu mục đi tìm thực phẩm sạch của tuần này, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng đến thăm mô hình trang trại trứng gà sạch này. Trang trại 1 hectare này được ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào và bạt che phủ, chứ không phải là tường bao. Bạt vừa đủ kín để gà cách ly với mầm bệnh bên ngoài như con người, rác thải. Và khi trời nắng, chỉ cần lật bạt lên là trang trại gà đã được khử trùng. Đó là một biện pháp phòng ngừa dịch bệnh của mô hình nuôi gà đẻ trứng theo hướng an toàn sinh học. Trong cái quá trình quy hoạch thì chúng tôi đã tập trung vào chọn là xây dựng cái mô hình chuồng khép kín. Thứ nhất là cái chuồng khép kín nó có cái ưu điểm là cái vật nuôi của mình luôn nằm trong một cái khuôn mà mình quản lý được một cách tốt nhất, không để ảnh hưởng về môi trường, về khí hậu. Chính vì vậy, hơn 10 năm nay, trang trại gà đẻ trứng này vẫn phát triển bền vững. Nhiều đợt dịch cúm gia cầm đã xảy ra trên địa bàn tỉnh Thái Bình, nhưng chưa một lần ghé thăm trang trại này. Nếu để ý kỹ, khách tham quan sẽ thấy trang trại dù có 20.000 con gà, nhưng phân gà thì lại rất ít. Đó là vì ông chàng sử dụng hệ thống khử trùng hiện đại. Thêm vào đó, gà khỏe mạnh, thích nghi tốt với thời tiết là nhờ những tấm đệm lót sinh học. Để đàn gà nó đảm bảo khỏe mạnh, ngoài cái vaccine ra, thì chúng tôi thường là bổ sung thêm các cái khoáng chất và các cái vitamin ADE để tăng cường cái sức khỏe cho đàn gà. Chính vì thế, cái kháng sinh là chúng tôi rất ít khi sử dụng đến. Rồi là quá trình sử dụng các nguồn thức ăn có chất lượng, không có những cái hormone tăng trưởng hoặc là không có những chất tạo màu, tạo nạc hoặc có tất cả những cái chất cấm nào trong nguồn thức ăn. Hiện nay trang trại nhà ông đã có 20.000 con gà mái đẻ trứng, chủ yếu là giống của Thái Lan và Indonesia. Trung bình mỗi tháng, ông chàng cung cấp ra thị trường 130.000 quả trứng, sẽ cho doanh thu từ 5 đến 6 tỷ đồng một năm. Trừ chi phí, lãi 6 đến 700 triệu đồng một năm. Trang trại chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học nên sản phẩm trứng đưa ra thị trường luôn được người tiêu dùng lựa chọn, thương lái hài lòng trả giá cao. Nhân kỷ niệm Ngày Tiết kiệm Thế giới 31 tháng 10, sáng ngày hôm nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ phát động tuần lễ hưởng ứng Ngày Tiết kiệm Thế giới năm 2016 với chủ đề Tiết kiệm hôm nay, tươi sáng ngày mai. Chủ đề lần này hướng đến nhóm đối tượng phụ nữ, trẻ em, học sinh, sinh viên. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, với số tiền tiết kiệm từ 5.000 đến 10.000 đồng một tháng, trong vòng 5 năm từ 2012 đến 2016, 11 triệu hội viên phụ nữ đã tạo được nguồn quỹ tiết kiệm đạt hơn 6.000 tỷ đồng, hỗ trợ 1,5 triệu phụ nữ vay vốn thoát nghèo bền vững. Người phụ nữ Việt Nam tiết kiệm để lo cho gia đình, xã hội và người nghèo. Điều này khẳng định quan điểm, cuộc sống hôm nay phải nghĩ đến ngày mai. Việc tiết kiệm kể cả những khoản tiền nhỏ nhưng nếu đúng cách thì cũng sẽ đem lại hiệu quả to lớn đối với đời sống kinh tế và xã hội.
Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao tặng sổ tiết kiệm cho 28 nữ sinh viên nghèo vượt khó của Học viện Phụ nữ và Học viện Ngân hàng. Cũng như là chúc cho các em sẽ sử dụng số tiền tiết kiệm và hiệu quả để có một cái tương lai tốt đẹp hơn trong việc học tập cũng như là trong. Trong phần tiếp theo của bản tin, lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn ở Ai Cập đã cướp đi sinh mạng của ít nhất là 26 người và khiến cho hàng chục người khác bị thương. Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo các thành viên của lãnh sự quán nước này ở Istanbul cần nhanh chóng rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại IS. Australia dự kiến cấm vĩnh viễn người tị nạn hay tìm kiếm tị nạn đến đất nước này trái phép bằng thuyền được xin thị thực dù dưới dạng du khách hay doanh nhân. Thưa quý vị, Bộ Y tế Ai Cập vừa mới cho biết, chỉ tính riêng trong vòng 2 ngày qua, lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn đã cướp đi sinh mạng của ít nhất là 26 người, khiến cho hàng chục người khác bị thương. Mưa gió lớn kéo dài trong nhiều giờ đã gây ra lũ lụt nghiêm trọng, cuốn trôi nhiều ô tô, phá hủy hàng chục ngôi nhà tại nhiều thành phố tại Ai Cập, bao gồm cả khu du lịch nổi tiếng Sharm el-Sheikh. Giới chức địa phương cho biết đã có ít nhất 72 người bị thương do mưa lớn và lũ lụt. Chỉ tính riêng tại thành phố ven biển Ras Karef đã có 7 người thiệt mạng. Khi mưa lớn xảy ra, tôi cùng hai con trai vẫn đang ở ngoài biển. Sét đánh vào con thuyền của chúng tôi và làm bay cả bánh lái. Chiếc thuyền bốc cháy, tay và tóc tôi khi đó cũng bị bắt lửa. Tôi đảo mắt tìm kiếm hai đứa con của mình, chúng đã bị chết đuối từ lúc nào rồi. Nhiều tuyến đường chính tại thành phố Ras Karef cũng buộc phải tạm thời đóng cửa do lũ lụt. Các đội cứu hộ ngay lập tức được triển khai để cứu hộ cũng như tìm kiếm những người mất tích. Vào ngày hôm qua 29 tháng 10 theo giờ Mỹ, Bộ Ngoại giao nước này đã vừa ban hành cảnh báo đi lại tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời yêu cầu các thành viên trong gia đình của các nhân viên lãnh sự quán Mỹ hãy nhanh chóng rời khỏi đây do lo ngại các cuộc tấn công khủng bố của IS. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, các nguồn tin bí mật cho biết các nhóm khủng bố cực đoan đang tiến hành đẩy mạnh các kế hoạch tấn công nhằm vào những công dân Mỹ trong khu vực Istanbul. Theo cảnh báo được đưa ra, những sự kiện lớn, các địa điểm du lịch, các nhà hàng, trung tâm thương mại, những nơi cầu nguyện, các nút giao thông đều có thể trở thành địa điểm xảy ra các vụ tấn công khủng bố. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khuyến cáo công dân Mỹ tránh đi về khu vực phía đông nam của Thổ Nhĩ Kỳ và đặc biệt lưu ý các rủi ro có thể xảy ra khi đi lại trên khắp lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Nhiều gia đình chịu cảnh ly tán nhiều năm bởi bức tường thép ngăn cách giữa Mỹ và Mexico. Và ngày hôm qua 29 tháng 10 đã có những giây phút tái ngộ đầy cảm động sau khi giới chức hai nước này quyết định mở cửa biên giới trong vòng 3 phút. Theo quy định của buổi gặp gỡ, những cư dân của Mexico mặc áo trắng, còn những cư dân của Mỹ mặc áo màu xanh. Họ được gặp nhau tại con kênh Rio Grande, điểm phân cách thành phố El Paso của Mỹ và thành phố Ciudad Juarez của Mexico. Ngay khi được cho phép, những người sống ở hai bên biên giới đã chạy tới ôm chặt lấy nhau và không thể ngăn nổi những giọt nước mắt trùng phùng. Đã 14 năm rồi tôi mới có cơ hội được gặp cha của mình. Tôi thực sự vô cùng hạnh phúc. Tôi rất biết ơn những nhà chức trách đã cho phép cha con tôi cùng những gia đình khác có thể đoàn tụ với nhau sau nhiều năm xa cách. Biên giới Mỹ-Mexico là một hệ thống hàng rào được xây dựng trong một chuỗi chiến dịch của Mỹ nhằm ngăn chặn các vụ xâm nhập biên giới bất hợp pháp. Cùng với đó, hàng nghìn người Mexico di cư bất hợp pháp tới Mỹ cũng đã bị trục xuất về nước. Tổng thống Pháp François Hollande vào ngày hôm qua 29 tháng 10 đã có buổi nói chuyện cùng với Thủ tướng Anh Theresa May nhằm kêu gọi đất nước này chia sẻ trách nhiệm với Pháp về những người tị nạn tại Calais sau khi trại tị nạn này bị phá bỏ. Theo quy định của Liên minh châu Âu, Anh cần phải tiếp nhận những trẻ em không có người thân hay người giám hộ đi kèm. Nhưng tính đến ngày 27 tháng 10, Pháp cho biết Anh mới tiếp nhận 274 trẻ em trong nhóm tị nạn ở Calais. Được biết tới thời điểm hiện tại, có khoảng 5.000 người đã được di tản khỏi Calais và có tới 1.500 trẻ em, thanh thiếu niên, không có người đi kèm, đã được đưa đến các trung tâm tiếp nhận. Tôi đã có buổi nói chuyện cùng Thủ tướng Anh, đồng thời Bộ trưởng Nội vụ Pháp cũng đã làm việc với người đồng cấp của ông ấy nhằm để nước Anh tiếp nhận những đứa trẻ vị thành niên trong các trung tâm và thực hiện trách nhiệm của họ với chúng. Vì vậy, tôi tin rằng có thể sơ tán hoàn toàn trại tị nạn Calais trong một thời gian ngắn nữa.
Bên cạnh đó, Tổng thống Hollande cho biết cũng sẽ phá bỏ những căn lều tạm bợ của người tị nạn mới di chuyển đến thủ đô Paris. Hiện có tới khoảng 700 đến 750 lều của người tị nạn xuất hiện trên các đường phố Paris. Giới chức Paris cũng đang lên kế hoạch mở hai trung tâm tiếp nhận, tuy nhiên sức chứa cũng chỉ có thể đạt tới khoảng 1.000 giường. Chính phủ Australia đã vừa ra một dự luật về nhập cư mới vào ngày hôm nay 30 tháng 10. Theo đó, những người tị nạn cố tình nhập cảnh bất hợp pháp vào Australia bằng tàu thuyền sẽ bị cấm đặt chân đến đất nước này cả đời, thậm chí là cả đi du lịch. Theo chính phủ Australia, lệnh cấm cả đời này cũng sẽ được áp dụng đối với những người tị nạn bất hợp pháp đã được gửi tới trung tâm giam giữ của Australia ở Nauru và đảo Manus kể từ ngày 19 tháng 7 năm 2013. Giới chức Australia ước tính có khoảng 3.000 người bị ảnh hưởng bởi dự luật mới này, tuy nhiên dự luật sẽ không ảnh hưởng gì với những đối tượng dưới 18 tuổi. Dự luật mới này sẽ được trình lên Quốc hội trong tuần tới để sửa đổi đạo luật di trú nhằm ngăn chặn những người cố tình nhập cảnh bất hợp pháp vào Australia. Thủ tướng Turnbull cũng cho biết dự luật mới này là một trong những nỗ lực của Australia trong việc ngăn chặn những kẻ buôn lậu người và những người nhập cư trái phép. Thưa quý vị và các bạn, chính sách một con của Trung Quốc đã hết hiệu lực. Mọi cặp vợ chồng bây giờ được phép sinh hai con. Tuy nhiên, hậu quả của chính sách một con cho đến nay thì vẫn còn được thể hiện rất rõ trong xã hội nước này, mà minh chứng là những đứa trẻ buộc phải sinh ra một cách lén lút ngoài vòng pháp luật. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thực trạng này ở Trung Quốc. Đinh Yêu là một trong số những người đầu tiên sinh thêm con sau khi chính sách hai con có hiệu lực. Trước khi chính sách mới được áp dụng, chúng tôi đã muốn sinh thêm con, nhưng vì lúc đó luật pháp vẫn chưa cho phép, nên ý định này cũng không mạnh mẽ lắm. Sau khi sinh thêm con thứ hai, chúng tôi thật sự rất vui. Chính phủ Trung Quốc cho biết, kể từ khi áp dụng tới nay, chính sách một con đã hạn chế 400 triệu ca sinh nở. Ở một số vùng, cưỡng ép nạo thai và phá thai không còn xa lạ. Tuy nhiên, từ khi chính sách hai con có hiệu lực, nỗi lo sợ vẫn còn tồn tại. Vợ của người đàn ông này đang mang thai đứa con thứ ba. Cả nhà họ đang đi trốn. Chúng tôi đã làm méo giọng ông ấy để bảo vệ danh tính. Chính quyền không cho sinh con thứ ba, nên chúng tôi đi trốn. Cứ 3 tháng một lần, cán bộ kế hoạch hóa gia đình lại đi kiểm tra số người mang thai trong khu vực. Lúc đó, nếu không đi trốn, họ sẽ ép chúng tôi phải phá thai. Nếu họ phát hiện và tới ép vợ anh phá thai, gia đình anh có kháng cự không? Không, lúc đó sẽ có rất nhiều cán bộ kế hoạch hóa gia đình tới đưa chúng tôi đi phá thai. Họ sẽ bắt chúng tôi lên xe, đưa chúng tôi đến trung tâm kế hoạch hóa gia đình, ép bỏ thai. Chính sách hai con mới dường như không tác động tới tỷ lệ sinh đẻ. Gia đình nhỏ giờ là chuẩn mực xã hội. Có điều những người muốn sinh con thứ ba hoặc nhiều hơn vẫn tiếp tục bị kiểm soát. Lễ hội người chết, Day of the Dead, là một trong những ngày lễ truyền thống tại nhiều nơi ở Mexico. Tuy nhiên, đối với thành phố Mexico City, ngày hôm qua 29 tháng 10 là lần đầu tiên thành phố này tổ chức lễ hội người chết với những chú rối bóng bay khổng lồ và hàng trăm vũ công, nghệ sĩ biểu diễn. Hàng chục nghìn người đã đổ xô về Avenida Reforma tại thành phố Mexico City để cùng nhau tham gia buổi diễu hành trong ngày của người chết độc đáo, lấy cảm hứng từ bộ phim Spectre của James Bond. Theo đó, điệp viên 007 James Bond sẽ đuổi theo một nhân vật phản diện giữa đám đông đang xem cuộc diễu hành với nhiều người mặc quần áo hình xương người. Hôm nay là ngày đầu tiên diễu hành lễ hội người chết ở Mexico City. Thật là tuyệt vời. Chúng tôi chưa từng chứng kiến một lễ hội nào lớn như thế này trước đó. Điều đó khiến tất cả chúng tôi thực sự hạnh phúc. Các bông hoa rực rỡ sắc màu, các tác phẩm điêu khắc nghệ thuật dân gian về các sinh vật kỳ quái, những bộ xương, các điệu múa truyền thống là những điểm thu hút của lễ hội năm nay. Thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc bản tin Nhật ký cuộc sống hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.